vũ trang là không có được quyền nói. À, các bạn thân mến, hai đội sẽ có 10 từ. Mỗi đội chúng ta sẽ có 10 từ và thực hiện trong vòng 2 phút. Nếu từ nào các bạn bí không diễn xuất được, bỏ qua là coi như bạn mất luôn từ đó. Đúng vậy. Và nếu 2 phút rồi mà bạn không đáp hết số từ, coi như cũng thua, cũng mất cái thời gian. Bên nào coi như là đoán được nhiều từ, bên đó sẽ chiến thắng. Ok, bây giờ mời đội, xin mời đội trưởng. Ai đội trưởng bước lên? Đội trưởng. Quánh tù xì. Hà My. Quánh. 1, 2, 3. Yeah. Thôi sao thua nữa. Thôi thua cho nên ngồi chờ. Mời đội bên đây ngồi chờ. 10 từ, 2 phút cho đội A. Bắt đầu. Có gì? Mấy từ. Cà rem. Yeah. Đội chủ. Sao đoán nhanh vậy? Rồi. Mấy từ. Không được nói nha. Dạ nhảy. Bịt miệng vô. Nhảy cao. À. Nhảy nhót. Yeah. Đổi chỗ. Từ thứ ba. Lẹ lên. Đây. Mấy từ. Bên thở. Tập thể dục hả? Sai. Thể dục. Dưỡng sinh. Yeah. Các bạn nhớ nói mấy từ nha. Mấy từ. Nhớ nói mấy từ. Ê, không nhìn ra sao nha. Cái gì vậy? Cầm bóng tay. Yeah. Đây. Rồi, mấy từ. Mấy từ. Cái gì? Mấy từ. Sàn nhà hả? Trợt té hả? Đúng rồi. Trợt té. Trợt té. Hết giờ chưa Phòng Mai ơi? Lẹ lên. Mấy từ. Thổi hả? Không phải mấy từ. Yeah. Đổi người. Tiếp đi. Nhanh lên. Mấy từ. Chạy cao. Sai. Chạy nhất. Sai. Vậy? Làm xe. 10 9 8 đổi từ 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Như vậy là đội của bạn Hà My, Hùng Di và bạn Gia Tuyên đoán đúng 6 từ. Nhưng các bạn lưu ý, hồi nãy bạn Hà My đã có một động tác quay lưng. Bị trừ đi 1 từ. Còn 5 từ rồi. Và chúng ta sẽ mời đội B vào vị trí. Mời qua bên đây. Hai tiểu nhân đi. 10 từ 2 phút cho đội B bắt đầu. Mấy từ. Rồi. Siêu nhân. Yeah. Trời ơi, siêu nhân vô chỗ đi. Lẹ lên. Hay thiệt. Lẹ lên. Mấy từ. Bèo. 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 Chạy. Đuổi ngựa hả? Bèo. Đội nón hả? Đội nào không biết bỏ qua. Cái nào không biết bỏ qua. Cái này là gì đây? Bỏ qua đổi rồi. Không bỏ hả? Không bỏ. Bỏ qua rồi, đổi chỗ. Bỏ qua vô chỗ. Cái dồi là sai rồi. Tiếp tục. Sai rồi. Mấy từ. Dạ. Không phải. Dạ. Trời ơi. Karate. Yeah. Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi, cái này khó nè. Mấy từ. Wow. Cái gì wow? Ôm nhau hả? Leo núi. Sai. Leo cây. Đổi người liền. Nhanh lên. Mấy từ. Đạp hả? Dễ củi. Yeah. Đổi người. Lẹ lên. Rồi mấy từ. Cái này khó nè. Cái này khó. 10
Bao nhiêu từ xí lưng? Đúng lắm, lắm. Bao nhiêu từ xí lưng? Rất là tiếc cho đội B. Họ qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. 4 tờ. Do vậy phần thắng nghiêng về đội A của bạn Hà Mi. Cùng mình với Lao ít phút đến vòng 2 của chương trình Thế Giới Vui Nhỏ. Và chúng ta cùng nghỉ lâu phút để thở và tiếp tục vòng 3 của chương trình Thế Giới Vui Nhỏ. Chào mừng các bạn đến với vòng 3 được mang tên Con Đường Sỏi Đá. Với trò chơi này, một bên sẽ cõng một bạn một bên, và đồng thời chúng ta sẽ đi trên con đường này mang tên Con Đường Sỏi Đá. À, thí dụ như bây giờ tôi sẽ cõng một người trên vai. Rồi, cõng là Lê Hoàng đi. À, đi, đi, đi. Giả mộ cõng đó nghe nè. Đi, đi, đi. Coi như đang cõng nha. Đi, 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 đi. Và gặp một cái vật cản, tránh ra. Nhúng ba cái. Nhảy lên cái giờ. Nhảy lên đây và chúng ta nhúng ba cái. 1, 2, 3. Rồi chúng ta chậm rãi bước xuống đây. Đây, đây, đây. Đi 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 nhanh vậy nè. Xong tới đây mình chùi chân. Đó, chùi chân, chùi 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 chân. Rồi làm gì nữa? Xong tới đây dĩ nhiên chưa hết. Chúng ta còn tiếp tục tập bụng. Tập bụng, tập bụng, tập bụng. Lên. Lên. Đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây. U da nặng quá. Nặng. Rồi, chúng ta thấy không? Rõ. Xém vô thôi. À, rất đơn giản, bạn cứ thế. Hết bạn này tới bạn khác thay phiên nhau. Bạn nào, ủa, đội nào thắng được nhiều nhất, có nghĩa là
thảy trái banh này vô rổ nhiều nhất là coi như bên đó thắng cuộc. À, rất đơn giản phải không thưa các bạn? Nào bây giờ hai bên quảnh tu si, hai đội trưởng quảnh tu si thế nào? Xin mời, mời đội trưởng bên đây, mời đội trưởng bên đây. Quảnh tu si, ba, go, hai, ba, a, cộng đưa đi, cộng đưa đi. Rồi 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 rồi. Ông phải này, cộng phải lớn này luôn. Qua đây. Đó. Phải chịu thôi. Vô, vô. Nào, bắt đầu. Bắt đầu. Vô. Cố lên, cố lên, cố lên. Cặp tay vô, vô đùi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nhảy lên. Ba cái. Nhảy ba cái. Một, hai, ba. Bước xuống. Rất đơn giản. Cú này căng thẳng nè. Từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ. Rồi, từ từ. Rồi. Chậm thôi. Chậm thôi. Rồi. Rồi. Rồi, ráng. Cố lên. Cố lên. Tiếp bộ. Lên, 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 lên. Leo lên. Lên, lên. Lên. Leo lên. Rồi. Cố lên. Cố lên. Ráng lên, qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua đi, qua đi. Rồi, rồi được rồi. Bạn chở về kia, bạn chở về kia. Trời. Không, sao? Khỏe không? Khỏe không? Tiệm cái gì vậy? Khỏe không? Khỏe không? Tiệm cái bánh quá. Tiệm gì? Tiệm cái bánh không? Bụng bự quá. Bụng bự quá, gặp bụng đi. Vô, vô. Một. Wow. Rồi cặp tiếp theo. Tiếp theo. Ai đây? Y Danh Huyền sẽ cộng Phúc An. Lên. Lên ngựa, lên ngựa. Chà nhẹ bên xếp rồi. Rồi lên lên lên. Từ từ, từ từ, trước từ từ. Đừng có la, đừng có la. Ba. Rồi, Lý Gia Tuyền. Mạnh đi cẩn thận đó nghe, từ từ thôi. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Rồi, rồi. Không có gì hết á. Rồi, đi đi. Đừng từ từ thôi, đừng từ từ thôi. Rồi, rồi. Bình tĩnh. À, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi nha. Vô. Bình tĩnh thôi, không có gì hết. Không. Bình tĩnh. Rồi, quan, đừng quan, đừng quan. Rồi, buông tay ra các bạn ơi. Buông tay quan. Cố lên, cố lên, ráng lên, ráng lên, cố lên, cố lên, ráng lên, ráng lên đâu vậy hả? Ráng lên đâu vậy? Cố lên, ráng lên. Ơi, bắn. Bóng bóng rồi. Rồi, mời bạn về kia, mời Phú An về kia. Rồi gặp người. Cố gắng quần chính xác nha. Gặp đi. Đây. Khỏe không? Không khỏe không? Khỏe không? À đây. Néo lên. Một. Tập trung. Hai ba. Rồi. Lại thua nữa rồi. Tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Rồi. Cặp tiếp theo. Đổi đổi lần. Ờ à, đây. Hai ba. Ổn được không? Ổn được không? Ổn được không? Ổn được không em? À. Đâu mà tới đây vậy trời? Ổn được không? Trời ơi. Ghê quá. Trời ơi. Rồi. Gì gì? Nhìn nè.
Nói đi. Trời ơi, ông này cũng ác lắm. Nè, tính qua đây nè. Ôi, ôi, tôi đợi, rồi. Rồi. Buông tay ra bạn ơi, buông tay ra bạn ơi. Buông tay ra luôn bạn ơi. Tính qua đây nè. Ráng lên đi, sắp tới rồi. Rồi vô. Rồi. Nào mời. Rồi, mời bố nói. Hạ Mi, Hạ Mi, Hạ Mi, leo lên, leo lên. Mình biết là Hạ Mi rất là mệt, phải không? Mình biết Hạ Mi rất mệt. Rồi. Mệt lắm. Rồi, nào, nằm xuống. Rồi, nằm xuống. Nằm xuống đi, không sao đâu. Cố gắng lên. Nằm xuống đi. Đây. Rồi, nằm xuống, 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 vâng, rồi, sao không, khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Rồi, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống đi cái bành thôi, nằm xuống đi, không phải, bây giờ vậy nè, mình muốn hỏi nè, ngồi dậy, không phải, đây nè, ngồi dậy, mình nói nghe nè, sao, khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Rồi, bây giờ nằm xuống mới lấy bành được chứ, mới lấy bành được, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống lấy bành, nằm xuống lấy bành được, thấy không? Nằm xuống lấy bành, nói chung là nè, bạn á, bạn phải ngồi dậy nè, đó. Ba lần rồi. Dạ, bây giờ là đợt thi thứ hai dành cho đội B bắt đầu. Vô. Mời bạn. Lên. Ôm, ôm, ôm chặt, ôm chặt. Đó, đúng rồi. Lên luôn. Đúng ba cái. Hai ba. Đúng. Đúng. Rồi. 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 Hay quá. Hay quá. Đúng rồi. Hay quá. Gì vậy? Trời ơi, cái người cổng của ta không té mà cái người được cổng lại té. Rồi, mời anh tập bụng. Nỉ mi sát hại đối phương vậy. Rồi, tập đi. Số. Cái gì đâu á, thiệt đàn ông con trai mà không có ăn uống uống không có chịu tập bụng gì hết à. Không có tập bụng thì sao khỏe. Đó, ờ, đó. Ngồi vậy. Ngồi vậy. Khỏe quá. Khỏe lắm. Vừa có lấy bánh. Vừa có lấy bánh. Phải lấy bánh nữa. Đó, bây giờ phải ngồi vậy nè, cho cái bụng nó hẳn. Đó, rồi, nằm xuống. Lấy bánh. Lấy bánh được. Ừ. Đó, hiểu không? Bây giờ lấy bánh nè, nè, thấy không? Mày phải cầm cái bánh nè. Bạn phải cầm bánh nè, bạn chọn ở đây nè. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Không phải, phải ngồi vậy cái coi cầm bánh nè nó liền đó. Liền lên đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi, rồi giờ nằm xuống lấy bánh. Vậy đúng. Nằm xuống mới lấy bánh được. Rồi nè, đó. Cầm đi. Đó. Rồi chuẩn bị. Nè, 1 2 3. Wow! Trời ơi, tí xíu là công nhận bạn của mấy người kia trời dở, dở đều hết. Yeah. Cặp này có bộ căng thẳng à. Rồi leo lên, leo lên. Leo lên. Nào, bắt đầu. Đừng nhảy lên rồi. Ôm vô rồi, ôm vô rồi, đừng chống. Đúng rồi, đúng rồi. Lên luôn, lên luôn. Đỡ rồi, đỡ rồi. Đỡ rồi. Cố lên. Bỏ càng đây. Nào, bỏ đâu, bỏ đâu, khỏe không? Khỏe không, cũng ăn, khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Nè 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 nè. Lên đây nè, đúng ba cái. Một, hai,
rồi thử xuống đi. Rồi, đừng có la. Bình tĩnh. Xuống luôn. Đúng rồi. Nước này còn thấy không? Từ từ thôi. Chậm thôi. Giãn hồng luôn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đau chừng phải không? Không có sao đâu, cố lên đi, cố lên. Bạn đỡ đi, bạn đứng bên đây. Rồi. Rồi, không sao, không sao. Không sao, không sao. Không sao, gắn đi. Thôi, cái gì đâu, cậu xíu nè. Cậu xíu nè. Vô, vô, vô. Gắn đi, không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao đâu. Vô, vô, vô. Không sao đâu, đúng không? Rồi. Không sao đâu, đâu. Không sao đâu, không? Tới luôn, tới luôn. Rồi, sức đứng trả rồi. Rồi, đứng trả luôn. Rồi, chung bạn lên. Chung bạn lên, chung bạn. Đề nghị Lê Hoàng cho tôi chấp anh đi. Tiếp về kia. Trời xấu nha. Về của bạn. Rồi, mời, mời, đập bụng. Lên, gặp bụng. Dì, 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 dì. Mời bạn đưa tôi chấp anh nè. Rồi, tập bụng đi, tập bụng. Hồi nãy bạn đã đứng xuất sắc, đi cái tướng thế này. Rồi, tự nhiên có cái chuyện này nữa. Nói chung là cái bụng này khỏi tập, đúng không? Bây giờ trong hai trái chọn cái nào? Hai trái chọn cái nào? Phải ngồi vậy, phải ngồi vậy cái đi. Ngồi vậy cái đi. Vậy vậy. Đó. Phải chọn giờ đi. Giờ phải coi hai trái chọn cái nào? Thích cái nào? Rồi rồi, nằm xuống này đi. Rồi, cái này. Xuống. Rồi. Thấy không? Cái này chắc chắn không? Ê, trái của mình. Rồi vậy hả? Yên ngồi vậy, ngồi vậy. Ngồi vậy, ngồi vậy. Phải trái này không? Phân biệt đàng hoàng. Cái nào? Cái nào? Cái nào cũng được. Rồi, cái nào cũng được. Rồi. Rồi, ngồi vậy. Rồi rồi. Rồi trở lên. Vô. Vô. Ôi, tí xíu là được rồi. Tí xíu nó là vô rồi. Tiếc quá. Cặp tiếp cuối cùng, cặp cuối cùng. Ai? Ai 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 ơi, trốn hả? Đi ra. Lên 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 nữa, lên nữa. Ráng lên, ráng lên. À, Monolithic ơi. Nói chung là hai cặp kia té rất đẹp. Bây giờ còn Monolithic nữa thôi. Đó. Đó. Cố lên. Cố lên. Đi cái đường này nè. Cố lên. 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 Đi cẩn thận ơi. Đi đâu vậy? Đi đâu? Không có kêu, kêu nào. Đỡ, đỡ mà, tôi đỡ con trinh mà. Rồi thôi. Đâu kêu nào đâu. Không hề kéo, hồi nãy là mình đỡ hai bạn đúng không? Bạn đó cứu hai bạn đó. Cứu quá, bạn không cứu á. Không, tôi có cứu Bonitin không? Có cứu đàng hoàng. Thượng cứu á. Rồi, thôi mời tôi lên. Té đào lắm á. Rồi. Rồi, gặp bụng. Cố lên. Cố lên đi. Rồi, hấp xuống. Hấp xuống. Rồi, ngồi dậy. Thẳng dậy. Ngồi dậy. 1, 2, 3. Vô. Vô.
Yeah. Hay quá. Thấy chưa, nhờ mình đó. Anh thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã có kết quả. Đội của bạn Tấn Hưng đã không ném được trái nào vào rổ. Ơi, có. Của bạn Tấn Hưng, Bonin Trinh đã quăng một trái banh vào rổ. Yeah. Đội của bạn Hà My, Isan Tuyên, Hùng Di không ném được trái banh nào vào rổ. Kết quả, đội của Bonin Trinh thắng cuộc. Các bạn mến, vậy là kết thúc vòng 3. Chúng tôi xin cảm ơn nhà tài trợ Cần Vật đã tài trợ đồ đạc cho chương trình. Đó. Bây giờ chúng ta cùng nghỉ giải lao ít phút trên vòng 4 của chương trình Thế Giới Vui Nhỏ. Đến phần 4 của chương trình Thế Giới Vui Nhỏ được mang tên Tạt nước. Ở vòng này luật chơi sẽ đơn giản. Hai đội quán tụ trì, đội thua sẽ phải ngồi vào ba chiếc ghế này. Đội thắng cuộc sẽ là người lấy ba xô nước ở đây. Đây. Đội thua cử một người đứng đây. Nặng quá giờ bạn chỉ. Ba bạn kia sẽ quay lưng vào. Chỉ ai. Ôi, ví dụ các bạn là tìm ra cái show nào không ăn có nước. Ví dụ bên đây nặng quá, bên đây không nặng, bên đây xạo. Số màu da. Số màu da quá. Đếm đèn. Trà nước nhiều quá. Rửa tay. Tạt. Ào. Gì kỳ vậy? Xin lỗi. Vậy là nếu mà có nước nghĩa là bạn thua cuộc và bạn phải tiếp tục đứng đoán còn hai show còn lại show nào không có nước. Còn nếu không có nước, bạn là người thắng cuộc. Yeah. Bên nào bị nhiều số có nước hơn là bên đó thua. Mời hai đội trưởng. Quán tù xì. Quán tù xì. Đây. 1, 2, 3. Yeah. 2, 3. 2, 3. Vô ngồi. Bên đây. Qua đây. Mời ba người gánh nước. Hà My, Y San Tuyên và Hùng Dê. Mạnh vô. Màu chi chi. Ủa, này là thôn nữ trưởng làng nè. Màu chi chi. Và năm mới các bạn sẽ được những xô nước hết sức là mát mẻ đó nha. Quay lại. Xin mời bạn. Rồi, bạn nào đầu tiên? Bạn sẽ đứng yên, không né tránh gì cả. À, đoán ra xô có nước. Nhớ không né tránh gì nha. Tức là ba xô có một xô không có nước. Còn hai xô có nước. Đúng rồi. Màu chi chi. Màu lẻ lên. Hai xô này có nước. À đúng rồi, hai xô đó có nước. Bạn tìm cái xô có nước thôi. Xô bìa này không có nước. Xô bìa màu xanh xanh. Màu vàng, màu vàng vàng. Màu xanh, màu xanh xanh. Màu xanh, màu xanh xanh. Rồi đi. Màu xanh xanh. Nhớ không được cục lùi nha. Thôi không được nhận, bây giờ tôi nhận cũng ráng chịu. Bây giờ tôi đề nghị nè, riêng anh Tấn Hưng anh cao quá, anh lùn xuống chút đi.